Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chuyện Ma Làng Tôi của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Chuyện Ma Làng Tôi. Cái nơi mày đang làm gì vậy Giờ đây tao bảo cái này Dòng của vũ vàng lên Ở ngay sát bên nhà tôi gọi ra bên ngoài Tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Tôi quay ra rồi đáp Ở tao đây tao đang học này mày Làm bài nhanh chóng không là mai của giáo kiểm tra Thì lại không có làm được bài bị phạt đấy Đợi một lát tao ra ngoài với mày luôn Tôi nhanh chóng cấp lại quyển sách cùng với cả đống bút đang để trên bàn, rồi đi dưới bên ngoài với nó. Thế thằng Vũ tôi bèn hỏi chuyện, Sao vậy có chuyện gì Mà mày cứ dối lên làm gì ta cũng còn phải học Thằng Vũ quay sang liếc nhìn tôi rồi nói Giờ mà học hành gì nữa Tối nay rồi tính Mà giờ bên nhà tao lại có xác chết trôi vào chỗ nhà tao đây này Nhưng bố mẹ ta không có ở nhà Giờ biết làm sao đây Chả dám ra Thì nó thấp thoáng thì đã thế rồi Cho nên tao phải chạy sang đây mà thôi Làng của tôi chính xác ra là làng sông nước So với ở nơi đây thì chung quanh chỉ là nước và nước mà thôi. Các ngôi nhà mọc sắt lính nhau và dòng sông này chính là nơi mọi người sử dụng nguồn nước để sinh hoạt hàng ngày. Nó nuôi lớn không biết bao nhiêu thế hệ, cho nên là mọi người gắn bó với chỗ này đã lâu năm. Tôi nhìn mặt mũi của nó có vẻ lo lắng, tôi cũng nhìn sang nó rồi nói. Tóm lại là ở chỗ ngoài sông hay là chỗ rạch, thì ở chỗ rạch đó nó chật luôn chỗ đó rồi may. vô đáp lại, Bây giờ hai thằng nói với nhau thì cũng bằng hòa. Giờ đó ở đây thì mới đỡ sợ. Sao đi chẳng nữa thì mọi chuyện cũng đã ở chỗ này nó cũng là việc thường. Như bọn tôi lúc này rơi vào tầm tuổi 13-14, sao có tình huống để xử lý được. Thấy cũng chẳng có cách thức gì cả cho nên là tôi đành bảo. Thôi cứ ở đây đi, rồi sao đi chăng nữa mày về nhà một mình thì cũng sợ đấy. Cho nên là ở đây với tao, lại có người về rồi sau đó tính tiếp. Vô ngày đến đây thì gật đầu vì chẳng còn cách nào khác. Hai thằng bọn tôi ngồi ở bên ngoài sau đó trèo lên cây, bẻ mấy cành xoài rồi ngồi ăn với nhau. Thời gian đầu chiều ánh nắng chiếu cũng khá gầy gắt nhưng dị bóng mát với những làn gió thổi vào bên trong làm cho bầu không khí dễ chịu hơn bao giờ hết. Ngồi chơi rồi nằm lăn lộn trên cây trống tre để hóng gió thì lúc này cũng đã thấy hình bóng của những chiếc xuồng đó là bố mẹ của hai thằng đã xong một ngày làm việc nhanh chóng trở về tôi đi ra bên ngoài đỡ đồ cho bố mẹ rồi sau đó nhìn sang vũ nói chuyện bên kia với bố mẹ nó nhà tôi với nhà nó ở sát gần nhau hai thằng lớn lên cùng nhau như vậy bố mẹ cũng chơi thần với gia đình của nhau cho nên thi thoảng cũng sang nhà nhau ngồi ăn uống với nhau vậy tình cảm này những người ở chỗ tôi khẳng khít từ ngày xưa đến nay rồi khó có thể phai mờ đi được. bố mẹ tôi cũng đi sang bên đó xem xét, rồi nhìn cái xác đang mắc kẹt ở rạch, rồi nhìn về phía bên bố mẹ của thằng Vũ đang chờ đợi ý kiến. bố của thằng Vũ thì có kinh nghiệm hơn bố tôi trong mấy chuyện này. hai người thì thân hình cân đối với nhau, cơ thể rắn chắc vạm vỡ do làm mấy cái nghề sông nước vận động liên tục như vậy. bố của Vũ nhìn thấy cái xác đang trôi úp kia thì bảo với cái xác lên lau khô người rồi để đó xem có ai đến nhận không. Không thì là cuốn cái mảnh chiếu lại rồi đem đi chôn thôi. Đã lạc vào đây mấy ngày rồi thì sông nước cũng chảy rồi thì chả biết là người ở đâu. Dòng sông này thì chảy từ đầu thượng nguồn ở tít xa xuống đây thì cũng đành chịu thôi. Tới lúc này mới kéo thằng Vũ ra ngó lại thì cũng hơi xứng người vì cái chết đó là của một người con gái. Khi mà lật người con gái lên rồi, cắm vài nén nhàng xuống để an ủi cho linh hồn của người chết. Mẹ tôi và mẹ của thằng Vũ cũng nén chịu mồ hôi để còn nhanh chóng lau giòn cho người chết rồi lấy cái chiếu đắp lên. Không phải đợi chờ một chút thôi chứ chẳng còn ai biết được đâu mà đi tìm. Cũng không hề mang theo thành ra là việc đưa cái xác này quay trở lại nhà, thành ra như là mò kim đáy bể. Tôi với Vũ bị bịt mũi không dám nhìn qua mặt của cô gái đó, sau đó đi về nhà tắm rửa còn chuẩn bị ăn cơm chỗ làng này của tôi thì cũng ít được khoảng chục hộ cùng với nhau như vậy thế nhưng mà có thêm hai đứa nữa cùng độ tuổi với tôi và thằng vũ nên lúc nào chúng tôi cũng có mặt ở nhà nhau thân thiết không khác gì anh em ruột thịt nó ăn ngấm vào máu từ ngày xưa rồi chẳng thế mà khi mặt tách rời ra lúc nào cũng có mặt với nhau sáng thì một nhà chuyển trở đi rồi lại đón về Đa phần ở đây thì chúng tôi học được có nửa buổi rồi lại về nhà để nghỉ ngơi, phụ giúp việc gia đình. Việc to thì chưa làm được nhưng việc nhỏ thì lại thành thục. Đi bắt cái rồi sau đó nấu nướng tự lầm cho bản thân chăm lo cho gia đình cùng với bố mẹ. Ánh mặt trời cũng đã dần dần khuất bóng, phía dưới dòng sông như là có hòn lửa khổng lồ để lại ánh hoàng hôn lúc chiều tà. Câu việc nấu nướng của nhà tôi cũng đã xong xuôi hết cả, ai nấy cũng tắm giặt hết rồi sau đó thì ngồi ăn uống với nhau bên cái chõng gia đình của tôi cũng chủ yếu nói chuyện về một ngày làm việc như thế nào rồi sau đó thì ngày mai tính ra sao bố mẹ tôi chủ yếu là buôn bán rau nhà chồng được cũng khá là nhiều đất đai ở đây cũng như nước sinh hoạt rất tiện lợi cho nên chẳng lo lắng gì cả nhà thì cũng chỉ dừng khá đơn sơ nhưng cũng chẳng để cho con cái thiếu thốn điều chi cái xác kia đã được chuyển ra một góc tránh xa khỏi nơi người ở kẻo có chuyện chẳng lành tôi lúc này liền hỏi bố thế cái xác kia thì thế nào vậy hả bố cũng không biết được nữa nếu như may ra có người tìm đến được đến đây thì cũng tốt nhưng nếu như thì đa phần là không có đâu đơn giản thôi bởi vì là người tứ xứ nhảy sông hoặc là chết đuối nhiều vô kể chẳng biết được đâu mà lần rồi cũng trồn ra ngoài bãi tre mà thôi. Bãi tre là gì? Chỗ đó có rất nhiều tre mọc lên và nó cũng cách xa chỗ làng của tôi đang ở. Nơi đó thì đất đai rộng và cũng là nơi chôn cất của những con người xấu xố phải bò màng trên dòng sông này. Vì để lâu thì cái xác cũng sẽ bốc mùi kinh tởm hơn. Từ trước tới nay tôi sống ở đây thì nó cũng rơi vào khoảng độ hơn chục cái xác chết mà tôi được tận mắt chứng kiến Thế nhưng mà chỉ có duy nhất là có một người thân đến, còn tất cả chỉ đều ra ngoài bãi chén hết. Đám trẻ còn chúng tôi cũng chẳng biết gì cả, vẫn tập trung ở bên ngoài đó để chơi bời với nhau. Cũng chẳng có ai biết cả vì không có đứa nào gặp chuyện, cho nên cũng không nhắc tới vấn đề đó. Hít hà một nơi sau đó thì ra bên ngoài cùng với bố, tiền thể lôi sách ra đậm dưới ánh đèn dầu. Ánh trăng cũng đã lướt qua làn mây bao phủ rồi tỏa ra ánh sáng chiếu xuống mọi cảnh vật ở bờ sông. Lúc này hầm thì cũng đã hơn 8 giờ. Tôi cũng chẳng biết làm sao mà ngồi không nhìn bố đang vót cho tôi cái cần để đi câu cá. Chứ không thì lại thành ra chán quá, cả một buổi chiều ở nhà cũng chẳng biết làm thêm cái gì. Thằng Vũ thì nó cũng sang chơi mang theo đồ chơi mà bố mẹ nó mua để tôi chơi cùng. Cuộc sống ở đây tuy có thiếu thốn về vật chất một chút, nhưng quen rồi thì thành ra cũng khá là đầy đủ. Mọi chuyện thì cứ như vậy diễn ra êm đẹp, đó là điều mà tôi luôn tự nhủ bản thân của mình như vậy. Dù có ra sao đi chăng nữa, thì nơi đây cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Mình không có quyền tự biết. Sáng sớm tình mơ ăn sáng xong, thì tôi cũng ngồi chờ cùng với thằng Vũ, đợi cho hai đứa kia đi tới, Tiếng gọi lúc này liền vang lên. Kiên Vũ chuẩn bị đi bọn tao tới rồi này. Tôi với Vũ đang ngồi thì thấy con bé Hà và thằng Trung cũng đang ngồi ở trên xuồng mà bố nó chèo đi ra phía bọn tôi. Hai thằng bọn tôi chào bác rồi sau đó đi xuống dưới. Cái xuồng này tuy có chút đung đưa nhưng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Đợt đầu chưa mà đi quen nó lào bào suýt nữa thì ngã luôn xuống dưới sông rồi. Bốn đứa cũng tranh thủ lôi bài ra ôn. Trong lúc đi như vậy, sau đó thì lên trên bờ ngồi bắt đầu đi tới trường. Trên đường đi thì thằng Vũ không ngừng nói chuyện về cái xác hôm qua làm cho bọn chúng nó tò mò. Vì cũng căn bàn nhà chúng nó ở cuối làng, đi qua cũng phải qua nhà của tôi, tôi mới lên trường được. Hôm nào cũng đến lượt nhà tôi mà thằng Vũ chờ thì chúng nó cũng phải tranh thủ chạy sang để cùng đi vì cũng căn bản nhà chúng nó ở cuối làng đi qua thì cũng phải qua nhà tôi rồi mới lên trường được hôm nào mà đến lượt nhà tôi hay nhà thằng vũ trợ thì chúng nó phải tranh thủ chạy sang để cùng đi tuy có hơi bất tiện một chút nhưng bốn đứa lúc nào cũng tươi cười từ lớp 1 tới giờ cũng đã được khoảng một thời gian và nhà tôi chính là ở ngay đầu làng cho nên gặp mấy chuyện kia cũng là chuyện bình thường mà thôi còn chúng nó thì cũng rất ít là nếu như cái xác nó trôi như vậy mấy đứa kia chúng nó tò mò tuy rằng cũng có chút e dè vì đó là những người đã chết cuối cùng đều hẹn nhau đi ra bên ngoài đó để xem xét tôi với vũ nhìn nhau rồi trong lòng cảnh báo chúng nó nhưng có cái gì đâu mà xem xác thì hôi ngâm nước như vậy chúng mày xem xong tối về nhà là mất ngủ luôn đấy nhưng hai đứa kia còn cứng đầu hơn cả tôi và thằng Vũ Cho nên thôi thì cứ chiều chúng nó Không thì chúng nó lại thế này thế kia thì mệt xa Được ý hai đứa nó trông mặt tí tợn lên bao nhiêu Nhưng tôi chẳng quan tâm thì chúng nó lắm Nói nhiều rồi sau đó cũng có làm gì đâu Tôi với thằng Vũ cười với nhau ở cả trong lớp vì biết bọn này kiểu gì cũng phát hoảng lên cho mà xem. Thằng Trung thì là thằng nghịch nhất trong nhóm của bọn tôi. Nó bày đủ ra thứ trò thế này thế kia. Trông nó khá là khó chịu. Nó quấy phá từng người một. Nhưng nếu thiếu nó thì chắc chắn là cả đám chúng tôi sẽ rất buồn. Đơn giản là vì nó là một cây hài. Hà thì học giỏi, nước giang ngâm ngâm. Nó thì là đứa truyền giúp đỡ những đứa còn lại. Còn lại chỗ để cho bọn tôi bài nữa chứ sau một buổi học kết thúc thì cả đám nhanh chóng rời đi trên con đường trở về nhà hết lứa học sinh này rồi đến lứa học sinh khác cùng nhau đi về ra đến nơi thì cũng có người đón vừa đi trên đường thằng trung lúc này bảo với đứa bọn tôi à tụi mày ta bảo cái này cả đám đang ngó nghiêng xung quanh nhìn linh tinh thì nghe thấy nó nói quay đầu lại nhìn thằng trung cười rồi sau đó nói Chiều nay chúng mày xuống nhà tao rồi đi tập xuồng đi. Lớn rồi chứ có phải bé gì đâu. Chia nhau ra là được. Bơi thì bơi được rồi lo lắng cái gì. Tôi với thằng Vũ nghe xong thì cũng thấy ý kiến này khá là hợp lý. Cũng gật đầu. Cái hà thế vậy thì bèn hỏi. Nhớ mà đi đâu ra đó không an toàn thì sao? Tốt nhất là ở nhà đi. Cứ bày trò xui dại thôi. Trông hai đứa nó như vậy thì lúc nào cũng cằn cười nhau trông đến là buồn cười. Thằng Trung nghe xong thì cũng không chịu, nó liền nhanh chóng phản đối lại. Lớn rồi chứ có phải là bé gì đâu tập mà đi, chứ nào về để bố mẹ đéo đi sang đấy nữa hả? Có thế thôi mà cũng còn phải hỏi. Cũng đơn giản là bởi vì nhà thằng Trung có hai chiếc xuồng, thuộc dạng nhà có điều kiện nên nó đưa ra ý kiến như vậy. Và cũng chẳng có gì là sai, Ý kiến của nó là vô cùng hợp lý. Tôi với thằng Vũ gật đầu đồng ý luôn, mặc cho mọi chuyện tiếp theo có thế nào đi nữa. Bố của thằng Trung đằng sau cũng gật đầu rồi nói y chang như vậy, nên cái hà cũng chẳng thể cãi được gì nữa. Về đến nhà tôi thì cũng hẹn là học bài xong sẽ sang xem xét như thế nào. Tạm biệt chúng nó tôi và Vũ quay trở về nhà của mình ăn uống, sau đó thì lấy sách vở ra học bài bài vợ thì cũng may sao là không có nhiều cho nên là một chút là xong xuôi tôi nhanh chóng ăn ra ngủ từ lúc nào chẳng hay cho đến khi thằng vũ đi sang gọi mấy đứa kia muốn xem cái sắc hồi sáng nhưng mà thằng trung gạt đi cho nên không suy nghĩ thêm về những điều đó nữa nói cũng đúng chứ chẳng có sai cho nên cả bọn cứ như vậy mà làm theo thôi chúng tôi đi xuống dưới thì cũng thấy thằng trung đang chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả rồi cái hà thì cũng đứng một bên xem thôi thì nó là con gái bắt nó làm gì thì tội nó quá cũng không thể để cho nó như kia được cho nên bảo nó đứng trên bờ rồi nhìn bọn tôi mà thôi đi xuống phía dưới thằng trung lúc này cầm cái chèo rồi sau đó chống xuống lấy thăng bằng cho cả đám ngồi xuống đã nó là thằng chèo được trước sẽ chèo khoảng giữa giữa ra đó trời thì cũng khá là nắng gầy gắt nhưng mấy thằng mặc kệ cứ thử đi rồi biết như thế nào thằng trung thì khá là đắc ý vì nó nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản nhưng đến lúc bắt đầu thì tôi trông thấy nó có vẻ lúi húi đảo hết bên này đảo đến bên kia tôi liền hỏi mày ổn không đến hạt trung hay là đổi chỗ cho tao trèo thử cho nhưng nó vẫn một mừng không chịu rồi sau đó nó liền bảo mày cứ yên tâm đi ở đó tao làm được mà cái hạ đứng trên cũng nói vọng xuống Mày trèo không cẩn thận là lật cả đám đó coi Vừa dứt lời xong thì thật như vậy Tôi với thằng Vũ nhanh chóng lao luồn xuống dòng nước Thằng Trung cũng may sao mà thoát ra được Cả ba thằng người bước lên thì cô giáo mà bây giờ không khác gì nhà con chuột lột Cái hạ thì đứng trên không khỏi ngơi mồm Thấy chưa đáng đời Đã bảo rồi mà còn không có nghe cơ nhưng mấy thằng khá là vui và còn nghịch ngợm với nhau trà chừa một chút nào. Tôi cũng bảo nó lật lại xuồng rồi để tôi chèo thử. Lúc này quay sang thì nhìn thấy ông Tư đang đi câu cá. Ông Tư là người già nhất trong cái làng này, là người ở một mình. Ngày đầu con cái cũng đi nơi khác lập nghiệp hết rồi, vợ của ông thì đã mất. Ông cứ ở đây yên ổn cho qua ngày đoạn tháng. Trông thấy đám nhóc bọn tôi như vậy, Ông ta cười cười rồi sau đó bảo chúng tôi đi lên xuồng. Ông ta sẽ dạy cho từng đứa một. Cái Hà cũng đi sang bên đó rồi tiền thể lôi hết tật xấu của bọn tôi ra để kể. Ông đấy hoa quả cho con bé, rồi để bọn tôi dừng lại xuồng sau đó thì trèo lên. Cũng đúng là người cao tuổi có kinh nghiệm rồi lúc nào cũng vô cùng nhanh chóng. Ông ta chỉ dạy cặn kẽ từng chút một mà thằng nào thằng nấy cũng có thể trèo được lượn vài vòng một chút chẳng khác gì cả. Chúng tôi thằng nào thằng nấy đều vô cùng khoái chí. Ông Tư nhăn nheo với mái tóc bạc trắng, giọng nói khàn đặc rồi bảo. Chúng mày cố thêm vài lần nữa thì thằng nào thằng đấy cũng tự trèo được hết thôi. Thế nhưng mà từ từ mới đi ra bên ngoài được, nước bắt lên tung tóe thì hỏng hết việc. Chúng tôi nghe vậy thì chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, rồi sau đó đi lên trên bờ, Coi như hôm nay luyện tập buổi đầu ướt hết quần áo, một chút thì cũng chẳng sao. Ông Tư lúc này liền hỏi. Thế bảo nhà mày lại có xác hả? Vâng hôm qua ông ạ, à. chắc là nay cũng chưa có ai đâu, cho nên chắc là chôn ra ngoài bãi tre thôi. Kiểu này chắc phải thế rồi ông ạ. À. Thằng Vũ vầy đầu cho hết nước rồi đáp lại. Ông Tư lúc này là người chuyên đi để chôn mấy cái xác vô danh kia, nhà thằng vũ thì cũng nhờ ông ta nhiều là thường xuyên để giúp đỡ ông ta cũng chẳng lấy công cán gì cả thi thoảng thì người nào được ông ta giúp thì cũng biếu ông ta vỏi món rồi sau đó rời đi còn về phần của ông ta thì nói cách an ủi cho người khuất không được về nhà mà phải lạc lõng ở cái chốn này cho nên bắt buộc phải như vậy mà thôi trời cũng nhanh chóng tối dần khói cũng bốc lên từ trong căn nhà mái lá điều này cũng thể hiện rõ ràng là mọi thứ cơm nước lúc này đã xong xuôi ổn thỏa cả rồi bố mẹ mấy đứa kia cũng đi về ngồi vào mâm cơm ăn uống với nhau ăn xong nghỉ ngơi được một chút thì mấy đứa kia cũng đi sang cùng với ông tư đèn thì vẫn dùng đèn dầu nhưng cũng đã có đèn pin cầm theo ông tư đi sang nhà thằng vũ nói chuyện sau đó có thêm cả mấy chú nữa đi cùng khiến cái xác được bồng trong cái chiếu đắp bốc mùi lên rất là khó chịu. Một nửa chúng tôi cũng đã léo đéo đi ra bên ngoài bãi tre, sau đó thì nhìn mọi người đào đất chôn xác cô gái kia vô cùng cẩn thận, sau đó bắt đầu giải giấy tiền và hương nến lên rồi ra về. Ông Tư nhìn xong xuôi, rồi sau đó gần gù cái đầu rồi rời đi. Mọi việc ở đây như vậy, đám trẻ bọn tôi cũng nhiễm được cái văn hóa này rồi, Cả đám đi về cũng đã khá là mệt mỏi. Đêm xuống thì gió mát chẳng hiểu tại sao tôi lại có một cảm giác khá là buồn ngủ. Cứ nằm được một lúc thì cái quạt phe phẩy sau đó lại ngồi lên. Gió ở bên ngoài rồi vào bên trong chỗ tôi nằm, cảm tưởng như là có thêm vào bên trong một âm thanh gì đó. Đang văng lên cùng với thời điểm ấy. Tôi nhìn ra bên ngoài con sông quen thuộc, bây giờ chỉ có ánh trăng là cứu vớt được tất cả mà thôi. Chứ mấy cái khác bây giờ chẳng còn gì nữa Ngôi làng đã chìm vào trong bóng đêm Hình ảnh của mọi người đào kinh hố rồi chôn xác cứ như vậy ùa về Làm cho tôi nhíu mày Đột nhiên tôi nghe thấy bên nhà của mình có tiếng động đậy Y như có tiếng ai đó đang dùng tay vỗ vào vậy Tôi câu mày sau đó tự hỏi trong đầu Đêm rồi sao lại không có ai ở nhà mình đây Rõ ràng là chả có ai mà nhưng khi tôi đi ra bên ngoài kiểm tra thì lại không có ai. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình làm tôi quay ngoắt người lại. Tôi lo sợ mau chóng truy vào bên trong phòng của mình đóng cửa sổ lại. Giờ thì nóng hơn nhưng cảm giác bất an vẫn đều bám lấy. Mồ hôi cứ như vậy chảy đầy, sau đó tôi thiếp ngủ đến lúc nào chẳng hay. Cũng vào mọi sáng như thường ngày tôi tỉnh dậy. Này bố tôi sẽ đưa cả đám đi. Ngồi trên xuồng chúng tôi nói chuyện, mà tôi chỉ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, sau đó đứng lên để đi học. Mấy đứa thấy tôi có vẻ lạ nhưng cũng chưa có hỏi vì đã đến giờ vào lớp, cứ tập trung xong xuôi hết công việc rồi về khi tính sao nữa thì tính. Ê Kiên, mày làm gì mà trông như thằng mất hồn vậy? Thằng Trung đập một nhát sau lưng của tôi rồi chạy ra vòng lấy cổ. Hai đứa kia cũng đi ngay sát bên cạnh gần gù hỏi chuyện tôi, Tôi lắc đầu kể cho chúng nó về việc khó ngủ rằng đêm qua cứ có ai đó gõ vào vách lá chỗ tôi ngủ, làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Chúng nó nghe xong cũng ngơ ngác hết lượt mà không biết có nên tin hay không. Quay ra hỏi lại tôi, mày nói thật chứ mày đã kiểm tra chưa, nhớ đầu có con nào đâu bay đến thì sao? Ta bảo rồi là tao kiểm tra hết, nhưng mà cuối cùng trả được cái gì thế mới mệt mày hả? Ta cũng thức cả đêm cửa sổ còn không dám mở, không biết là có chuyện gì không đây chứ ta cũng thấy sợ rồi đấy mấy đứa kia chẳng biết làm sao bây giờ chỉ thở dài sau đó quay người rời đi không nói thêm gì nữa chúng tôi trở về nhà nghỉ ngơi chiều nay ra ngoài bãi tre tôi ăn uống xong phải ngủ một giấc tâm trạng bây giờ đang thấy rất mệt mỏi ngồi được một trận xứng người tỉnh dậy đã thấy vũ sang gọi cho nên tôi ngồi trên đất chóng tre lấy cơm ngồi ra nghiền mồi để trước mắt là chuẩn bị đi câu cá. Nhưng khi nặn mồi xong thì cũng là lúc thằng Vũ gọi ra bên ngoài. Hôm nay thì là chơi bi, thằng Trung nó nhiều bi quá nên nên tôi bận mãi cũng chưa ăn được của nó một ít, cho nên mặt mũi khá là cầu có. Nhưng trái ngược với những gì mà tôi làm thì nó lại vô cùng khoái chí lại còn thách thức. Cuối cùng kết quả tôi chỉ còn đúng bao viên mà thằng Vũ thì nhẫn túi không một viên nào ăn uống xong thì cả đám ra về nhưng mà tôi lại quên mất mấy viên bi ở ngoài chỗ bắn cho nên tôi cũng phải quay lại tôi quay lại chẳng thấy viên bi đâu cũng hơi hốt một chút vì nghĩ cũng hơi hốt một chút vì mình chỉ còn bằng đấy mà thôi xin bố với mẹ thì cũng chừng hơi oải đột nhiên có một chị gái nào đó xuất hiện với một mùi hương thoang thoảng giọng nói cũng khá là dễ nghe nhìn tôi rồi bảo có phải là đồ của em không phải nói là mất đồ mà tìm được thì cảm giác sung sướng tôi vâng dạ nhận lấy. Nhưng giờ có chút hoang mang. Chị là ai chị ở đâu? Sao lại có mặt chỗ này? Nhà chị bên kia nhưng mà có việc đi qua đây. Em thích bi lắm về không? Chị có nhiều lắm. Mai chị mang qua cho em nhé. Chị ta đáp lại làm cho tôi cảm thấy khá là thích thú. Nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ cô gái này cho nên chưa có đồng ý tôi hỏi. Chị tên gì để em còn biết nhớ đâu chị lừa em sao? Chị tên Thủy, đây cầm lấy mai chị mang cho. Tôi cầm lấy mấy viên bi trên tay cũng cảm thấy thích trí, sau đó quay người đi về với bọn kia. Về đến nhà điều mà chị Thủy kia làm cho tôi có chút hơi mong chờ, vì chị ta hứa ngày mai mang bi qua cho tôi. Nhưng tối hôm đó phía bên nhà tôi lại vang lên những tiếng động lạ ở vách nhà. Lần này không thể để yên được, tôi đang ra bên ngoài gặp chị Thủy. Tôi giữ người sau đó hỏi, chị làm gì ở đây vậy? chị đưa tay lên miệng ra dấu cho tôi im lặng, rồi sau đó vẫy tay tôi lại. chẳng là gì nữa cho nên tôi đi theo để chị lấy cho tôi mấy viên bi. đúng y như lời chị nói làm cho tôi cười lên khoái chí. những sự việc ngày hôm qua thì không biết phải làm sao đây. tôi lắc đầu cho quang hết, giờ cầm được cả đống bi như vậy rồi suy nghĩ nhiều mấy cái thứ khác làm gì. tôi lắc đầu tỏ ra uể oải vì mệt. Chị Thủy cũng tính nói gì đó nhưng tôi kêu mệt cho nên chị ta cũng nhanh chóng rời đi. Tôi để gọn bi vào bên trong một cái lọ rồi đi vào bên trong nhà. Vườn vài giờ đó đặt lưng xuống chiếc giường, lấy cái quần phe phẩy cho bớt nóng rồi ngủ gục lúc nào chẳng hay. Nhưng không biết làm sao cảm giác bên trong người cứ thế lạnh lạnh. Đắp cái chăn mỏng vào nhưng mà cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi đứng bật dậy cũng muộn hơn so mọi ngày một chút nhưng cũng vẫn tranh thủ thời gian để chuẩn bị rồi đeo đồ lên người đi ra bên ngoài. Cũng chỉ học nốt hôm nay, ngày mai sẽ được nghỉ. Tôi cũng hỏi ý kiến của Trung. Chiều nay tranh thủ về bắn bi nhé, tao mới có thêm mấy viên. Không được, tao hẹn với ông Tư là chiều nay ra bên ngoài để tập thuyền với ông rồi, nên là để ngày kia đi, rồi thích gì ta cũng chiều. Có lẽ chúng nó cần tập luyện thêm chứ từ hôm qua chờ một mình đã lái ok cả rồi thôi thì nói sao đi chăng nữa cũng phải để cho nó chắc chắn rồi mới tính thêm được giờ chúng nó mà không tập được rồi quay sang trách móc nhau một chút không hay cho nên tốt nhất cứ đi với chúng nó bi thì chị thủy kiểu gì cũng chẳng mang sang cho tôi tôi gật đầu sau đó đi vào bên trong lớp cùng chúng nó một ngày trôi qua êm ả à, tôi trở về nhà cùng với đám bạn trên chiếc xuồng trời này thì ăn cơm có một mình cho nên cũng nhanh Ăn mong mãi xong rồi tập trung Và làm đống bài tập Mà kể cho thời gian cứ như vậy trôi Thì cũng chẳng thèm để ý tới làm gì nữa Cho đến khi thằng Vũ đứng ngay Sắt người làm tôi giật mình Vào phải gọi cửa chứ Mày đi thế này thì ai mà chẳng lo Sợ hết cả hồn nên cây ngãi thật sự ấy Thằng Vũ vẫn viết vẻ mặt Nhăn nhở đó nó nhìn tôi Sau đó đáp Tôi biết rồi ông Cảnh khổ quá rồi đi thôi chăm quá rồi đấy Đi ra bên ngoài đi không lại có người đợi cũng gấp sách vở vào đi ra cổng với đó Ngồi trên chiếc xuồng nhưng mà lần này ông Tư cũng chẳng có chỉ đạo nữa. Gió hôm nay cũng hơi to, mà trời cũng bị mây đen che khuất trong bầu không khí khá là âm u. Tôi ngồi chèo mà lào đảo không ngừng. Cái hạ thì ở trên bờ kêu tôi chú ý, nhưng không biết làm sao cái thuyền lại nhanh chóng bị lật. Cả đám lúc này cũng sập xuống. Cả mỗi tôi là quá bất ngờ cho nên không kịp trở thay cho nên úp ngay xuống dưới luôn cái thuyền. Thì cũng đã rất cố gắng để vật độn, nhưng tâm trí hoảng loạn mà còn bị cái xuồng chèn vào bên trên. Đang lúc loài hoài từng chừng lúc này sẽ ngõm, thì thằng Trung cũng lôi tôi lên được. Lên trên mặt nước lúc này cứ tưởng rằng sẽ ổn, nhưng tôi lại chẳng còn sức đâu. Suýt nữa thì sẽ ngõm ra đó, nhưng may sao thằng Vũ cũng dựng ngược xuồng rồi lại kéo được tôi lên họ sặc sùa tí chút nữa thì thật ngòm phù tỏi ông tư và cái hà đứng trên bờ lo lắng bảo chúng tôi vào bên trong sau đó hỏi han nhưng cơ thể của tôi là đi vì mệt mỏi ông tư cao mày rồi sau đó hỏi han tình hình chúng tôi cũng đành phải tạm nghỉ tôi cũng chẳng biết làm sao lại như vậy rõ ràng là tôi đã trình mọi thứ đều kỹ lưỡng nhưng sao nó cứ kiểu có ai đó đẩy mạnh vào như vậy làm cho tôi không kịp trở tay Tôi đi về với cái thân xác ướt nhẹp Thằng Trung quay sang bảo Bây giờ không chơi được thì mai nhé Tôi gật đầu sau đó đi về tắm rửa lần cơm Nhưng tôi lại muốn có thêm nhiều bi hơn nữa Cho nên cứ chờ đợi cho chị Thủy mang bi tới Càng nhiều càng tốt Vì chắc chắn là thằng Trung sẽ không tài nào ăn hết được và nó sẽ còn thua ngược nữa cơ chứ. Tôi đi ra nhìn lại cái chai đường bi của mình nhắc lên rồi đắc chí. Nếu đứng xong rồi tôi ngồi đợi bố mẹ về. Cũng may sao vừa lúc về thì trời cũng nổi một đợt mưa. Lúc nãy đã âm u rồi mà bây giờ mưa mới xuống đi được. Thế nhìn những hạt mưa nặng hạt rơi vát ra tiếng kêu lụp bộp trên mái nhà. Và thế rồi thì cũng tới lúc ăn cơm. Trời mưa như vậy tôi cũng chỉ biết tự nhủ rằng chắc hẳn sẽ không có thằng nào đi ra bên ngoài hay là cả chị Thủy nữa. Chắc cũng chẳng tới để tôi chi bi nữa rồi. Vệ sinh của tôi cũng là ở bên ngoài cho nên đi ra bên ngoài mà không quên khóa cửa lại. Bố mẹ tôi cũng vẫn cứ phàn nàn về vấn đề này, thì nhưng có vẻ như tôi không chịu tiếp thu, vẫn cứ chứng nào tật nấy. Trời cứ như vậy mưa chưa có dấu hiệu ngớt, con đường làng cũng nhanh chóng trở thành những vũng buồn lầy. Tôi nhìn mà chỉ biết ngán ngầm. Tôi cầm cái đèn pin mà nghịch ra bên ngoài, cũng chẳng còn mấy chốc mà nó cũng hết pin. Tôi ngán ngầm rồi sau đó đóng cửa sổ lại, rồi lăn ra ngủ, Nằm ngủ mà chẳng hiểu tại sao cứ loài hoài mãi. Trong người như là bức bí cái gì đó khó chịu không thể tả được. Tôi ngồi dậy cũng chẳng xong. Tôi ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia, có vẻ mưa cũng đã ngớt rồi. Tôi đang vất vườn thì nghe thấy tiếng gõ, đó là chị Thủy đi ra bên nhà của mình, cho nên tôi mở cửa ngó ra bên ngoài. Đúng như ý của tôi dự đoán, chị Thủy đã tới theo đúng dự đoán của tôi, tôi mỉm cười rồi đi ra bên ngoài rồi hỏi mưa chị cũng ra đây à ờ thì chị đi qua mà này bi này em nghe chuyện chị kể không này có nhiều chuyện vui lắm thế bên ngoài nó cũng còn ẩm ướt một chút cho nên tôi đồng ý luôn để cho chị ta vào nhà bố mẹ tôi thì cũng đã ngủ hết nào là chị cho tôi biết bao nhiêu là chuyện tôi chẳng biết làm sao thì cười ầm cả lên Bố mẹ của tôi nhìn ra sau đó câu mày rồi trò chuyện với nhau. Nó làm gì mà giờ này chưa ngủ chứ? Bố với mẹ đều đi sang xem xét nhìn tôi cười sau đó hỏi nhau. Thằng này hôm nay có chuyện gì sao cười ầm lên vậy? Trông mặt của cậu có vẻ vui lắm, thôi kể nó đi mình đi nghỉ. Vậy là bố mẹ tôi quay ngược vào trong phòng không còn ai biết đừng tôi đang trò chuyện với thứ gì cả. Ánh đèn dầu thơm vẫn vàng phất sau đó chị Thủy cũng vẫy tay chào tôi rồi hẹn tôi. Mai sẽ mang sang cho tôi những cục bi to. Tôi chẳng biết làm sao chỉ cười rồi vâng dạ. Công nhận là hôm nay nhiều thật. Chất lên một chút thôi cũng đã được cả một đống. Tôi nghĩ xem kiểu mai thằng Trung nó thua nó sẽ có biểu hiện như thế nào. Cười cười vậy rồi quay ra thì trời cũng đã sáng. Tôi vẫn còn mở mắt. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa lúc này bố tôi đứng ở bên phòng sau đó hỏi. Dậy đi kiên ngủ vậy thôi Qua cười đã không Thế chẳng hiểu ý của bố tôi nói lắm Sau đó cũng đứng bật dậy chuẩn bị đồ đạc Sau đó đi ra bên ngoài đợi chung Tôi vẫn có vẻ vô cùng đắc chí Bắt đầu thách đấu với thằng Trung Tất nhiên là Hà với Vũ Cũng rất là ngạc nhiên với chuyện này Thằng Vũ liền hỏi Mày kiếm đâu ra nhiều bi vậy Mà này tao thấy mấy tối nay á Mày cứ ra bên ngoài vườn làm gì vậy Đó là bí mật chiều nay mày xem tao ăn hít bi của thằng Trung đây này. cái Hà thì cũng hỏi thêm. Mà này, sao tao để ý sắc mặt của mày có vẻ không tốt? Có vấn đề gì à? Nói cho bọn tao biết đi. Tôi chỉ biết gật đầu với lời nói của nó, sau đó quay người lên trên, kéo chúng nó đi lên, sau đó đi lên trường học. Lúc đi hầm tôi cũng đã nhìn đống bi của mình, thì nó ở đó thì cũng cảm thấy vui mừng, không có ảnh hưởng tới việc gì nhiều. Tiếng trống chăn trường còn tôi thì vẫn còn đang ngủ ly bì vì mệt. Thằng trùng phải nhấc hẳn người tôi dậy thì tôi mới tỉnh được. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng người nào cả. Tôi quay sang nhìn chúng nó rồi ủi oải. Khi Hà lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Mày làm cái gì mà lúc này cô giáo gọi mãi không thích dậy vậy mày mệt à? ta mệt lắm chả biết làm sao. Nhưng mà về thôi ta đói lắm rồi. Mấy đứa nhìn tôi mà cũng có vẻ ngơ ngác sau đó cũng chỉ biết đi theo. Tôi mở cửa nhà rồi sau đó mệt mỏi ngồi xuống. Trên nay thì có hai mẹ con ăn uống với nhau. Mẹ tôi cũng hỏi tôi xem là mệt mỏi cái gì, nhưng tôi chán chả biết nói gì thêm. Tôi đi ra bên ngoài câu cá, cũng đựng vài con cá to, nhưng tôi chả thấy có được gì cả. Tinh thần có thể mệt mỏi hơn nữa. Nhưng sự nhớ ra là đến giờ ra ngoài bãi tre rồi. Tôi cầm cái tre lên rồi đi gọn vào một góc. Những bước chân đi trên con đường cũng khá là buồn nhão sau đó gian đến nơi. Sao rồi? Mày chuẩn bị đầy đủ cả gì chứ? Thằng Trung lúc này lên tiếng hỏi. Tôi thấy chúng nó vì cười lên, sau đó giờ lọ bi lên khoe. Đây này. Nhưng không chú ý tôi ngã ra đất, làm cho cả chai bi rơi hết ra ngoài. Cả đám chạy lại sau đó vội hết bội trong người của tôi rồi hỏi. Có sao không vậy? Tôi nhìn đống bi thì hỡi ôi, làm gì có bi đâu mà chỉ là những cục đất với cái kích thước chỉ bằng những viên bi. Lúc này không biết phải làm sao cả đám cười lên. Thằng Trung cười một cách khoái chí. Cái mà mày nói là đây hà kiến, sao mày lại buồn cười vậy? Ta cũng không có nghĩ mày kiếm được nhiều bi như vậy. Tất nhiên là khi đã bị như vậy thì chả còn đâu mặt mũi mà giống đi nữa. thế cậu mày sau đó đi về nhà. Tối nay sẽ đi ra bên ngoài rồi nói chuyện lại với bà chị Thủy cho rõ ràng. Tiếng gió lúc này rít lên tôi nhanh chóng ra bên ngoài. Nhưng ra đến nơi những dạng che đung đưa với nhau tạo nên những ngầm thành khót két. Tôi cao mày đào mắt nhìn dưới ánh trăng đợi cho bà chị kia đi ra bên ngoài để hỏi cho rõ ràng. Thấy bóng của người quen thuộc đi tới và dòng điệu cũng khá nhẹ nhàng. Chị Thùy liền hỏi tôi, em ra lâu chứ? Tôi bắt đầu quay ra trách móc chị ấy, rồi sau đó nói về mấy cái vấn đề kia Chị Thùy nghe xong thì vô cùng hư hắc, sau đó nhìn về phía tôi, rồi sau đó ra vẻ khó hiểu bắt đầu phân tích. Chắc ngài biết em có nên là đổi thôi, chỉ mang ra đây cho em xem này. Cháu thấy mấy viên bi tỏ tướng như này, nhìn đã giấy thích rồi. Không suy nghĩ gì thêm, nhưng chị Thùy vẫn hỏi thêm tôi. Em nghĩ mà xem này, xem là có ai biết chuyện của em thì chắc là người đó biết đó em, nhớ đầu họ đổi bi của em thì sao? tôi nghe xong thì cũng cầu có rồi sau đó bình tĩnh lại suy nghĩ xem xét tôi nắm chặt bàn tay lại vì không ngờ thằng bạn mà tôi tin tưởng lại cho tôi một pha vẽ mặt như vậy tôi không nói thêm gì nữa sau đó chào chị thủy đi về đi về nhà nhìn nhà của thằng vũ đã thất mọi thứ tôi nắm chặt tay rồi tự nhủ trong đầu mày sẽ biết tay tao thôi vũ hả sáng hôm sau đi trên đường thằng vũ liên tục bắt chuyện nhưng tôi cứ cáu gắt với nó nó cũng cảm thấy khó hiểu nhưng khi thấy tôi gắt lên nó bực rộng rồi thái độ lại mày làm cái gì vậy tôi cũng không chịu thua kém bắt đầu kèn cựa với nó hai thằng cứ như vậy thì lúc này cái hà với lại thằng trung nhanh chóng vào căn thằng vũ chả biết gì cả còn với thằng trung cũng theo phe của nó Thì bắt đầu lớn tiếng mày thấy tao ra bên ngoài như kia kiếm lắm bi mày thay đổi hết không cho tao chơi nếu thiếu thì bảo tao cho không phải làm như vậy Tao lại thèm quá cơ Mày cũng quá tự tin Xin lỗi mày tao không có hứng Tôi chả biết sao cho đúng nữa Rồi quay người bỏ đi Còn ba đứa lúc này cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau Thì cũng chẳng có muốn ra bên ngoài Chỉ chưa giúp trong nhà Rồi ngủ một giấc cho thoải mái Nhưng dậy thì người tôi lúc nào cũng mệt mỏi Có làm sao đi chăng nữa Cũng không thôi một ngày ở nhà cảm thấy khá nhàm chán, nhưng cũng để tôi dọn dẹp hết mọi thứ, Đời tối thằng Vũ cũng đi sang tìm tôi Nhưng tôi lấy lý do mệt cho nên không đi làm gì Từ hôm đó thì vẫn là ở ngoài bụi tre Tôi nhanh chóng đi ra bên ngoài để lấy thêm chút bi của chị Thủy Tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì khác đến từ chị ấy Nhưng đó lại là một mối nguy hại để tiếp cận tôi ngay từ đầu tôi gặp chị Tha Và thế là chị Thủy đã xuất hiện Và tôi lại ngồi trò chuyện cùng với chị Tha ở bãi tre và vẫn là những câu chuyện mới nghe vô cùng hấp dẫn. Sau một ngày dài nằm lên nằm xuống, sau đó lại đi ra hết chỗ này chỗ kia, nhưng vẫn trong cái trạng thái khá nhàm chán. Tôi ngồi nghe vậy mà gió cứ lùa vào người cảm giác vô cùng lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn trầm chú nghe như là kiểu có ma lực đang suy khiến tôi vậy. Tôi chép miệng sau đó lắc đầu mà kể những gì đang diễn ra, rồi cứ như vậy tiến thẳng về nhà nhưng thằng vũ đã theo dõi tôi từ sáng nay nó cũng đang cảm thấy có một điều gì đó khó hiểu vì tôi với nó chơi chung với nhau được một khoảng thời gian đã khá lâu tính tình nhau như nào chắc chắn cũng sẽ hiểu nó như vậy là một chuyện thế nhưng mà tính tình của tôi có thay đổi thì chắc chắn thằng vũ vẫn là người sinh nghi đầu tiên nó quyết định theo dõi tôi tới cùng tôi về nhà sau đó lan lên giường ngủ thiếp đi trên tay vẫn bẩn nguyên chẳng có ý gì cả và điều gì đến cũng phải đến, mà mắt ra là đang nghe những lời ca cầm, những bài ca khá quen thuộc của bố mẹ tôi. Nhưng hai bờ vai của tôi như có ai đó đang đè nặng vậy. Đi học cả ngày dù mấy đứa có hỏi chuyện tôi cũng chẳng buồn trả lời. có giáo gọi tôi dậy thì cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Thằng Vũ cũng quay sang nói chuyện với Hà và Trung về vấn đề của tôi. Mấy đứa quay sang nói, Nó đang giận mày đấy, tốt nhất là tránh mặt nhau ra. Mà có thật là mày đổi của nó không Chứ tao trông mặt của nó hùng hổ lắm Thế mà bây giờ cái gì lại ra cái đó rồi này Thằng Vũ nghe xong vậy thì khá bực mình Nó câu mày sang khách làm cho cô giáo phải nhắc nó trật tự Chúng mày nghĩ ta làm vậy à Ta bảo tao không làm Mà sao ta phải làm như vậy chứ chúng mày nghĩ xem Rồi nó cũng hậm hực Tôi thì chả lên tiếng gì Thằng Vũ thì lại bị nghi ngờ của hai đứa Cho nên mọi chuyện rối ren Giờ dạ đi học về tuy là vẫn nói chuyện với nhau cho có Nhưng ánh mắt của mấy đứa nhìn nhau đã một khác Tôi trèo lên bờ sau đó bỏ sách vở ra Cơm cũng chẳng muốn ăn mà chỉ muốn đi ngủ Tôi nghĩ là mình đã bị cảm do tối qua đi cũng vô cùng mệt ngồi mày Ngồi một giấc cho xong xuôi rồi tính sao thì tính Tôi không hề liên quan nữa Tối nay ăn uống xong bố mẹ tôi hỏi chuyện Muốn đưa tôi đi khám xem thế nào Vì sắc mặt của tôi nhợt nhạt người mệt mỏi đi trông thấy. Nhưng đáp lại với lời của bố mẹ tôi tôi cũng chẳng bận tâm. Nhưng do hai bố mẹ hỏi nhiều nên tôi đáp lại một cách nhỏ nhẹ. Con không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏi mà, mẹ rửa bát giúp con nhé. Thế tôi như vậy thì bố mẹ cũng chẳng ý kiến gì thêm mà quay người rời đi. Tôi đi vào bên trong phòng rồi ngủ. Thằng Vũ vẫn theo cảm tính như vậy, nó đi sang bên nhà xem tôi Nghe bố mẹ tôi nói chuyện vậy nó cũng không có đi vào trong làm gì. Nhưng như vậy cũng không thể làm cho nó từ bỏ được ý định. Không có điều nào có thể làm cho nó dừng lại. Nó cũng bắt đầu hành động đéo đéo theo sau, nhất định phải xem đêm hôm tôi làm gì. Đó cũng là khả năng, là lý do mà tôi ngủ mệt, không có chú ý tới bất cứ điều gì. Tôi không biết phải làm sao, tôi tự nhủ trong đầu là sẽ không có bước ra bên ngoài nữa thế nhưng tôi cứ đứng dậy bước đi không thể kiềm nén lại được nhưng tôi không có biết được rằng ra bên ngoài đó chị thủy đã đợi tôi lúc này tôi đã gồng mình sẵn rồi muốn đứng lên đi luôn nhưng khuôn mặt của chị ta có vẻ đang nở một nụ cười ma quái kéo tôi ở lại thằng vũ đứng một bên quan sát cũng chỉ biết bộ miệng rồi tự hỏi trong đầu thằng Kinh gặp ma nhưng nó cũng đâu có biết làm gì khác nó không biết bây giờ phải nói chuyện với ai Trời đợi sáng khi đi họp thằng Trung lúc này hỏi Mày ổn chứ? Chỉ còn đi chào xuống với bọn tao nữa Không ở nhà trông mày yếu lắm đấy Làm tí cho khỏe người Tôi lắc đầu không nói gì thêm Vậy là chúng nó đã hiểu Bây giờ tôi đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác Không còn là thằng kiên hay chơi đùa nghịch ngợm với chúng nó nữa Và đúng như thường lệ là chiều đó tôi ở nhà ngủ lì bì Mồ hôi ướt sũng cả áo Tôi luôn mời chị tùy xuất hiện với một khuôn mặt đáng sợ, sau đó cầm tay của tôi kéo đi vào một khoảng đen nào đó, làm tôi gào thiết lên một cách thảm thiết. Thằng Vũ đi sang bên nhà của ông Tư, nhưng nó lại không trèo thuồng, mà lại ngồi bệt ra đất, không nói một câu nào. Thằng Trung thì nay trèo xong xuôi hết cả, sau đó cũng đã phải lôi cái hạ xuống thực hành luôn. Trong hai đứa nó nô đùa nghịch ngợm, mà vui vẻ không có như hôm trước. Thấy thằng Vũ im lặng quá, ông tư đợi cho hai đứa kia lên bờ rồi nói. Vũ xuống đi đến lượt mày rồi đấy. Thằng Trung chạy mày đến chỗ của Vũ rồi hỏi. Ờ thằng kia nó không sang à? Mày đi trèo đi, Tao ngồi như là cái hài cho dễ, đi đảm bảo thích luôn nhé. Thôi đi ông tướng, khoe mẽ vậy thôi, đi vì ông sợ chết bỏ mẹ. Nhưng Vũ không còn tâm trí nào nói tới mấy cái chuyện này nữa. Nó quay sang hỏi ông Tư là rốt cuộc ma quỷ có trên đời này không? Ngay đến đây ông Tư và hai đứa kia đều nhìn Vũ cao mày. Mày nói chuyện kiểu gì sao khó hiểu vậy? Phải đấy, nó làm sao mà có ma quỷ được, có mà điên. Thằng Trung lại tiếp tục phá lên cười. Hai đứa thấy vẻ mặt của thằng Vũ căng thẳng quá nên cũng không biết sao. Hà liền vỗ mạnh vào lưng của Trung kêu lên một thứ âm thanh khá là lớn, làm cho Trung phải nhăn nhó mặt mũi nhìn về Hà. Xong rồi câu trả lời mà Vũ cần đến từ bên phía ông Tư cũng đã được nói ra. Chắc chắn là có Và ngôi làng này trước đây cũng là một trường hợp Rất nhiều vụ bị ma giấu Hai đứa kia nghe xong khá là giật mình Vũ thì cúi mặt không nói gì thêm Thằng Trung chưa để cho ông Tư hỏi Nó đắt lanh chanh Ông kể cho bọn cháu nghe được chứ Chứ thằng Vũ hỏi chắc là nó nghe ai kể rồi Ông Tư thấy vậy đành phải kể Cho cả đám nghe mà thôi Câu chuyện này xảy ra cách đây Cũng đã khá lâu rồi Nói chung quy hẳn là ông Tư vẫn là một cậu bé còn kém cả tuổi chúng tôi Và người trải nghiệm thì chắc chắn là chủ nhân của câu chuyện này đó là ông Tư Cái ngày đó ngôi làng này nghèo, chiến tranh các thứ diễn ra không ngớt Bom đàn rơi liên tục Cũng là vì trong một vị trí hẻo lánh và tránh được các cuộc tấn công Cho nên ngôi làng cũng khá yên ổn Hết cái này rồi lại đến cái kia phải lo Cả một tuần mới đi ra bên ngoài được một lần để mua thức ăn Ông Tư lúc đó cũng thuận trong hoàn cảnh này, thiếu thốn gấp mấy lần chúng tôi. Ông chăm chỉ làm lụng chứ không như bọn tôi bây giờ. Bằng tuổi của ông đã làm được bao nhiêu thứ trên sông này, còn bọn tôi chỉ biết câu cá và bơi lội nghịch ngợm. Và thế nhưng sát người ngày nào cũng có vài ba xác trôi và vướng vào cây rạch. Có khi còn ở đó vài ngày, làm cho nguồn nước cũng trở nên bốc mùi vô cùng. Mọi người lúc đó cũng chẳng khác ở đây là bao cũng vớt lên và đem đi chôn vì thời chiến chả biết ai ra với ai đâu mà lần mấy đứa nghe đến đây thì dùng mình chúng nó cứ chỉ nghĩ là đất này với đất kia chả quan trọng nhưng biết được đã bao nhiêu cái xác từ thời ông tư chôn xuống thì còn nói gì nữa đây ông tư thở hơi dài rồi kể tiếp có rất nhiều người bị ma gạo ví dụ điển hình như vài trường hợp có lúc đi rửa bát bên bờ sông vẫn có người bị giật ngược vì đằng sau ngỡ tưởng ai đang trêu ghẹo mình nhưng quay lại đằng sau chẳng có gì cả mọi người cũng không biết bận tâm ngôi làng này vốn dĩ đã như vậy xác chết hầu như ngày nào cũng có tới khi nằm đó mọi người không hiểu bị sao từ người già cho đến trẻ nhỏ từ đàn ông cho đến phụ nữ đều mất tích có cố gắng đến mấy cũng chẳng lần ra được ngay cả vào đó là có người còn quay về được còn có người sau khi tìm xa thì cũng mất mạng rồi ông tư thì kể ra đợt đó cũng là người cuối cùng phải chịu cái cảnh tượng này bé thì cái gì cũng ham gặp đồ chơi là thấy tít mắt cả lên đến ngay cả đám của chúng tôi bây giờ cũng vậy hôm đó vào một buổi tối trời khá lạnh ông tư đang ngồi nghịch vài món đồ chơi làm bằng gỗ thì thấy có thứ gì đó động đậy làm trông không thể rời mắt đó là một món đồ chơi rất đẹp ông ta đã từng nhìn thấy nó ở đâu khi đi chợ nhưng bản thân của ông ta cũng đủ hiểu Nếu như mua cái này gia đình chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền Cho nên quyết định cuối cùng được đưa ra vẫn là thôi Không xin sỏ gì nữa Mà giờ không biết sao một phép màu nào đó đã đưa nó tới đây cho ông Tư nhìn vậy Ông Tư run rẩy sau đó rồi mắt của mình vài lần để kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn Sau đó lại hỏi bản thân bằng một cái thác khá là đau Vậy mà không nằm mơ cái này nó xuất hiện rõ ràng. Ngay đến đây thì lòng tham của một đứa trẻ này lộ lên. Ông Tư nhanh chóng lao tới định cầm lấy nó. Nhưng không hiểu sao nó dịch đi như có ai đó đang kéo về bụi rậm. Thế là ông cứ như vậy chạy theo, cho đến khi lao vào bên trong bụi rậm cầm được món đồ kia. Quả là đồ xìn có khác, sợ vào thì chất lượng của nó đã thích mê rồi. Ông Tư mần mê từng chút một không rời mắt. Đang tính đứng dậy cầm cái thứ này đi về, thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang bám lấy áo của mình rồi kéo lại. Ông ta cảm thấy khá khó chịu. Cầm lấy cái áo kéo lại nhưng cái tay kia vẫn có vẻ khá cứng nhắc và có bàn tay nào đó lạnh cóng bám vào người của ông ta. Ông từ lúc này ngó xa nhìn thấy một người đàn ông toàn thân ướt sũng, một nụ cười vô cùng quái dị. Sau đó quay người rồi nhìn về ông, rồi ra dấu im lặng sau đó nở một nụ cười đầy ma quái kể cả đó có là người cứng bóng vía hay gan dạ thế nào đi nữa thì cũng vẫn sợ hãi mà thôi. ông tư lúc này nước mắt cống đã chảy dài trên gò má, tay run rẩy không ngừng, rồi đưa cái đồ chơi mà ông ta thích thú cho người đáng sợ kia. nhưng có vẻ như ông ta không cần thiết mà chỉ giữ ông tư ngồi xuống. thêm vào đó là một giọng nói lạnh cả sống lưng ngày sát bên tai. ở yên đó không tao giết mày. Nghe đến đây thôi cũng đắt đủ sợ hãi Nhưng cũng mày là ông ta tiểu ra quần Thì không biết làm sao mà cái bóng đó đã đi đâu mất Chạy nhanh về nhà sau đó ôm trầm lấy mẹ Sau đó nói chuyện nhưng giờ thì lại chả ai tin cả vì trẻ con mà. Cho nên là cũng tắm rửa cho ông rồi ăn ủi một chút cho đỡ sợ Sau đó đưa ông Tư đi vào nghỉ ngơi Ông Tư tuy vậy nhưng cũng cảm thấy an toàn sau một tối ngủ với mẹ nhưng hôm sau thì mọi chuyện lại không hề còn đơn giản như vậy ông ta lại bị dụ vào bên trong nhưng đó là những âm thanh sản sắt bên tai cơ thể của ông ta cũng tự động dịch chuyển và ông ta lại chả liên quan gì đến thứ gì khác sau vó bồi rậm kia người đàn ông quái đàn lại xuất hiện nhưng ông ta vẫn cứ ở trong đó chứ đâu có ở chỗ nào khác đâu và lần này ông nghe rõ mồn một mọi người gọi tên của mình nhưng lúc này thì lại dường như bất lực còn đã đây mọi người ơi Nhưng những âm thanh này có vẻ như không còn tác dụng gì cả Mọi người vẫn cứ gọi tên của ông ta lên Nhưng chẳng có bất cứ một lời hồi đáp nào Tiếng do bên ngoài vẫn cứ như vậy rít lên Mẹ của ông khóc ầm lên để gọi Nhưng tất cả dường như là mò kim đáy bể Ai đấy đã nỗ lực hết sức nhưng đều công cấp Đồ ngồi ở nhà của ông hy vọng sẽ có phép màu mới nhưng lúc này mọi người lại đề nghị ông thầy nào đó tới để xử lý mà thôi chứ không thì mọi chuyện càng ngày càng đi vào ngõ cụt và lại nhiều người bị như vậy quá cũng chẳng phải là cái tốt đẹp gì ngày trong đêm cho ngôi làng sáng rực lên bởi ánh đuốc và chiếc xuồng chở ông thầy cũng đã về qua theo đó là mọi người mời ông thầy lên rồi sau đó xem xét ông thầy vừa tới đã lắc đầu ngôi làng này lắm xa quá xong rồi còn cái này cái kia ảnh hưởng rất nhiều tới mọi người nếu không là một cái lễ đàng hoàng e rằng sẽ không ổn chút nào. Còn cả thằng bé kia nữa, nếu không nhanh chóng thì chỉ trong sáng mai thôi là nó sẽ mất mạng. Mẹ cống tư gào lên rồi cầu xin thầy cứu lấy ông. Và ông cũng đã nói rõ ràng, việc của ông tới đây là để cứu người, nên ông chắc chắn không thể nào bỏ qua được. Có ra sao đi chăng nữa thì ông ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Mang thêm một chậu nước rồi sau đó ông thầy cắt máu của mình ra, bao nhiêu người vẫn nước mắt nhìn về phía của ông thầy. Ông thầy lấy cái áo mà ông Tư đang mặc cho vào cái chậu đó nhúng. Để khoảng một lúc thì cũng lôi ra bên ngoài. Sau đó thầy lấy nguyên cái áo ướt trùm vào người, sau đó đi từng bước. Rồi là lấy bịt kín đầu nhưng mà ông ta di chuyển vô cùng linh hoạt, không bị vấp ngã ở trước con mắt thánh phục của tất cả mọi người. Cuối cùng thì cũng lôi được ông Tư ra từ trong đống bụi rậm Trông thấy mọi thứ với ông cũng khá là ổn Nhưng đôi mắt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hãi Cũng mày sao mọi thứ cũng đã diễn ra êm đềm Ông thầy cũng đã cúng bái để cho các vong hồn không có quấy phá nơi này Mọi thứ cứ êm xuôi rồi sau đó cứ tiếp diễn ra như vậy cho đến tận bây giờ Và thằng Vũ lại là người khởi mào ra cái chuyện này Sau đó ông ta quay sang hỏi Vũ Thì tóm lại là mày đã gặp chuyện gì? Nói cho ông nghe xem nào vừa lúc này đào mắt nhìn ra bên ngoài sau đó nói chuyện của tôi cho tất cả mọi người trong nhà cùng nghe và tất nhiên là ai nấy nghe xong thì đều vô cùng hoàng hốt ông tư lúc này cũng không nói gì mà trầm ngâm đám cái hại thì cũng là người vì hôm trước không tin lời của thằng vũ nói gì bây giờ thì rõ rồi đây ông tư liền nói với vũ mày chắc chắn thật không? cháu nói thật mà ai lại đi lôi thằng kiên ra để làm thế ông cứ thử nghĩ mà xem bọn cháu chơi với nhau lâu rồi cháu có mơ cũng không tin là nó bị như vậy tính cách của nó cũng thay đổi từ mấy hôm nay rồi ông không tin thì có cái hà với thằng trung làm chứng cháu không nói sai một chút nào thằng vũ lúc này cũng quả quyết bằng một giọng đầy mãnh liệt và cũng khẳng định một trăm phần trăm rằng những điều mà nó nói đây hoàn toàn là đúng hai đứa kia thấy vậy cũng không có cười thằng vũ nữa mà gật đầu đáp lại một cách nhanh gọn Ông Tư nghe xong thì cũng gần gù cái đầu sau đó chỉ tay vào phía của thằng Vũ rồi nói Thằng kia nó gặp chuyện thật rồi, giờ dạ mà cứ để yên như vậy thì chắc chắn sẽ không hay Ta cũng nghĩ là nó bị ma ám, bây giờ cần phải tìm cách gì đó ngăn chặn lại ngay, không thì sẽ nguy to đấy Mấy đứa kia cũng nức tốc bọt sau đó nhìn về phía của ông Tư rồi hỏi Thế bây giờ thì phải làm sao đây ông? Ta cũng đã đi tìm thầy, tạm thời chưa rõ tối nay chúng mày sẽ bám theo nó nếu thấy nó thì nhanh chóng giữ nó lại rồi lôi về nhà cho ông. Chắc cũng phải mất đêm ta mới về được nếu như tìm thầy. Âu Tư lúc này cũng nói ra như vậy. Vậy là cũng đã biết được mức độ nghiêm trọng của nó rồi. Mấy đứa kia cũng nhìn nhau rồi gật đầu, ý chí quyết tâm lúc này đang nùng nấu lên cùng với bản thân của mình. Sau đó thì nói với nhau. Phải đi nhanh thôi nên nếu không thì chắc là cũng có mệt mỏi đấy. Ông Tư cũng nhanh chóng lấy xuồng ra mà trời thì cũng sắp tới tối rồi. Mấy đứa đứng ở trên bờ rồi sau đó vẫy tay chào ông Tư. Hết viện của mấy đứa rồi nhanh chóng đi về nhà làm sớm. Rồi vẫn sẽ chuẩn bị những thứ của riêng mình nấu cơm. Rồi tắm rửa ăn uống xong sẽ tụ tập với nhau. Tôi thì vẫn bị như vậy nhưng vẫn còn nhớ giờ giấc. Sau đó dậy được đi gọn ra một chỗ nấu nướng các thứ. Xong việc xong xuôi. Tôi cũng tắm xong rồi đợi bố mẹ về bố mẹ tôi cũng mua thuốc bổ cho để tôi uống tôi lúc đầu cũng có ý định từ chối nhưng bố mẹ tôi bắt uống cho bằng hết rồi nói mày không uống thì đi ra khỏi nhà người đang có vấn đề mà cứ không như thế này với không thế kia người nhà mệt mỏi thay mày đấy nhớ chưa ngay đến đây thì tôi chả nói thêm được gì mà cứ như vậy uống nhưng mà khổ nỗi cơ thể của tôi như vậy thì đào đâu ra mà có sự khác biệt được vì đang bị vong hồn của chị thủy đeo bám đến thân thể của tôi rồi. tôi chấp miệng cố cho xong rồi lại đi vào bên trong nhà nằm. lúc này thì bài ca về chuyện học hành bắt đầu lên tiếng. vì bố mẹ tôi nghĩ tôi lì, nhưng thực sự bây giờ sức lực của tôi chẳng còn đâu nữa. ngồi nghe được một lúc thì tôi gục ra ngủ. bố mẹ thấy như vậy thì lắc đầu mẹ tôi lên tiếng bảo nó vậy rồi nhưng mà nó đâu có chịu nghe, còn với cái cứng đầu không biết dạy bảo đâu cho vừa. Thôi mình, còn nó mệt mà. Bảo mua thuốc xong rồi lại ép nó ngọc. Để tối bế nó vào trong xem thế nào. Đã tôi nằm xuống giường rồi phía về cái quần cho tôi cảm thấy dĩ chịu hơn một chút. Giờ mới đi ra bên ngoài ngồi đan giá. Lúc này thì thằng Vũ đứng ở bên ngoài nhà nó đang sốt ruột cả lên. Nhìn ra khung cảnh xung quanh nhà của tôi và nó. Và cả con rạch có chứa mấy cái xác đã từng trôi vào. Làm cho nó cảm thấy sợn ra gà. Chả việc một cái nó bắt đầu lầm ẩm lên Mẹ nó nữa Hai đứa kia đâu mà lâu vậy Nói rồi thì nó gục ở một góc Sau đó chả nói thêm câu gì Nó cũng xin phép bố mẹ nó đi có chuyện hơi lâu Cho nên bố mẹ nó cũng thoải mái Sang nhà trong ba đứa thì cái nào cũng như nhau vậy thôi Này vú ơi tao đây Thành ầm vang vọng Làm cho nó tỉnh giấc Nó xứng người khi nhìn thấy tôi nó cười bảo Kiên mày tỉnh rồi hả Ờ bây giờ ra đây với tao lại có cái xác trôi vào trong bên kênh rạch sau nhà của tao nó ở nhà mày một thời gian mà mày không có biết à tôi lúc này mặt mũi có chút gì đó hơi bất thường nhưng thằng vũ vẫn thấy tôi bình thường lại nó còn mừng hơn nó bám vào người tôi rồi sau đó nhảy cẫng lên ra chiều rất thích thú kiên mày dậy rồi mày ổn rồi mày quá tao cứ nghĩ là mày bị làm sao có mà mày bị làm sao ấy Tao vẫn bình thường mà không vấn đề gì cả Mày toàn nghĩ linh tinh gì vậy Ra bên ngoài kia xem đi đã Nói xong tôi kêu nó đi luôn ra bên ngoài Con rạch để xem cái xác mới trôi tới kia Nhìn xung quanh thì cũng là xong xuôi hết cả Nhưng gió rít lên mỗi lúc một lớn hơn Làm cho bầu không khí có vẻ khá là khó chịu Tôi liếc mắt nhìn nó sau đó chỉ vào cái bóng đèn Ở dưới con rạch rồi nói Kìa kìa mày thấy chưa Tao vừa mới ra đã thấy luôn rồi anh chàng soi sáng thế này cái bóng dáng của người con gái úp mặt xuống nước thì ai nhìn chả rõ. Vũ gật đầu rồi nói. Tao nhìn thấy mà chả có vấn đề gì đâu. Mày nhìn tao về gọi bố mẹ tao cho nhanh hơn mày tìm nhé. Đây. Nhưng nó chỉ nói dứt câu thì đã ngừng lại vì tôi đã cởi hết quần áo ra rồi. Sau đó tôi nhanh chóng nhảy luôn xuống dưới sau khi nói với nó. Mày đi mà tìm, tao xuống cứu xem đứa nào nhanh hơn đây này. Thằng Vũ xứng người lại trước cảnh tượng này nó không hiểu lý do vì sao mà tôi nhanh chóng lao xuống dưới mà chưa nhìn sắc của nó. Hơn thế nữa trong thời gian này thì chính cái khoảng thời gian buổi tối không khí nó lạnh lẽo bao trùm cả rồi. Khi hít thở một hồi rồi mới định thần lại sau đó gọi toán cả lên. Kiên, mày làm cái gì đấy? Lao xuống dưới làm gì vậy lên đi. Nhưng nó đã ướt xuống người rồi lại còn cười một nụ cười khá là khoái chí sau đó liền bảo. Mày cứ yên tâm Ta nói là tao vứt được cái xác này là tao vứt được mà để tao Nó nói xong chứ kịp định thần lại Thì từ đằng sau tôi Thằng Vũ đã nhìn thấy cái bóng đèn kia nhô lên Chả có cái gì chết đuối cả Khuôn mặt cô gái kia lộ rõ dưới ánh trăng Sau đó nở một nụ cười đầy ma quái nhìn tôi Tôi thì vẫn cười cười với nó Còn nó thì đã nhận ra cô gái phía sau Không ai khác chính là cô gái mới chết đuối hôm kia và nếu như tôi đã chính xác thì cô gái đó tên là Thủy, là người đã cho tôi rất nhiều những viên bi kia rồi. Thằng Vũ run rẩy sau đó thì nó chỉ tay vào mặt tôi rồi hét lên. Mày cẩn thận kia kiên. Nhưng nó nói xong thì cũng là lúc cánh tay kia ôm chầm qua cổ của tôi, rồi kéo mạnh xuống dưới dòng nước lạnh lẽo, mặc cho tôi cố gắng vùng vẫy như thế nào. Sau khi hoàn hồn lại thì thằng Vũ quay sang khi nhìn thấy thằng Trung với con Hà đứng gần bên, Thằng Trung ngó ra ngoài sau đó quay lại nhìn Vũ rồi cười đều. Thế mà cũng bảo đi, tao sợ mày ngủ mơ rồi đấy, mà không ngứa hả? Đi ra đây mỗi tí mà mỗi đốt rồi đây này. Thằng Vũ ướt nhẹm đứng đằng sau lưng áo nước thờ hồng hộp rồi ngẩng mặt lên thều thảo. Thì ra chỉ là giấc mơ mà thôi. Ừ thì biết là mày mơ nhưng mà không biết thằng kia nó đi ra bên ngoài chưa? Giờ cũng đã muộn rồi đấy, tranh thủ đi. Giờ đó chứ tao sợ mày ngủ quên mà nó đi mất lúc nào rồi đấy hà đáp lại mắt công ngừng nhìn vào chỗ phòng tôi nằm gió lồng này mỗi lúc mạnh hơn bầu không khí lại càng trở nên lạnh lẽo tôi lúc này lại nghe tiếng gọi sắt bên tai kiên ơi ra đây chơi với chị ở đây một mình lạnh lắm tôi đột nhiên ngồi bật dậy như phản giả tự nhiên tôi lắc đầu uể oải đi chậm rãi từng bước vào bên trong căn phòng túi om tôi bắt đầu những bước đi của mình nhưng bố mẹ tôi thì đi làm khá mệt mỏi không còn sức đâu mà dậy Tôi cử từ kéo cánh cửa ra Làm cho âm thanh kéo kẹt vang lên Thằng Vũ thấy cánh cửa mở Cũng nhanh chóng đẩy mấy đứa xếp gọn vào một góc Ra dấu im lặng Cái hà im thiên thiết Nhưng sau đó thấy tôi đi khá chậm Nó bèn hỏi thằng Vũ Này sao thằng kia nó đi chậm vậy Mà trông có vẻ nặng nề nhỉ Mày có thấy ai bị nhập mà đi được bình thường hay không Thấy nó có vẻ như không muốn đi Nhưng có ai đó kéo đi vậy nhìn là biết Cái hà nói xong thì khiếp đảm hét toán lên vì đây là lần đầu tiên nó chứng kiến mấy cảnh tượng này. Thì nhưng mà thằng Trung ở ngay bên cạnh cũng kịp thời bịt miệng của Hà lại rồi nói Mày im lặng đi, giờ mà mày hét lên là chắc chắn nó sẽ bị phát hiện ra đấy, im lặng là tốt nhất thôi rõ chưa? Ngày đến đây cái Hà cũng chẳng nói gì, cả ba cặp mắt không ngừng nhìn về tôi trên con đường đất. Tôi đi ra ngoài bãi tre, tôi đi vào trong ngôi mộ mà đã chỗ chỉ thủy, thằng Vũ nuốt nước bọt. Vậy là giấc mơ kia không sai. Cô gái đã chết đuối ở bên bờ rạch đất đường gia đình nhà. Mấy chúng tôi vứt lên thì bây giờ đã đang ám lại tôi. Tôi ngồi bệt xuống đất sau đó giọng nói thay đổi một cách chóng mặt. Như là tiếng của một người phụ nữ vậy. Ngày đến đây thằng Vũ cũng giật nảy mình. Nó nhìn về phía bên kia của mấy đứa rồi sau đó nói. Đây là một cô gái gia đình tao với lại thằng Vũ vứt được rồi. Đừng ông tư chôn đấy. Hai đứa kia lúc này còn run cầm cập Thằng Trung vừa nói vừa sợ Giờ phải làm sao đây Vũ Tao sợ lắm rồi làm gì đó Trong bộ dạng cuống cuồng của nó Thì ai nhìn mà cũng phải phì cười Không nghĩ bây giờ không khí Đang căng thẳng như vậy Thằng Vũ lúc này câu mày rồi nói Thôi để tao cho Lên chặn nó lại thì mới yên ổn Nay xong nó giang hiệu cho mấy đứa Lao ra bên ngoài trong lúc tôi chẳng biết làm gì cho tới khi tôi nhìn ra Cũng hốt hoảng Tụi bay làm gì ở đây vậy? Một câu trả lời đã làm cho tất cả xứng người lại vì biết tôi lúc này đang bình thường. Mày bị sao vậy đêm rồi lại ra ngoài này? Đi theo tao về nhanh thôi. Ở đây rồi chết ra đấy. Nhưng lúc này tôi lại cúi mặt xuống rồi run lên. Mấy đứa kia cũng phát hoảng ra đó chạy lại chỗ tôi sờ vào vai thì cảm giác lạnh thoát bám lấy chúng. Tôi quay lại nhìn sau đó quát. Mẹ chúng mày cút khỏi đây trước khi tao giết chết chúng mày. Cái hạ nghe toán cả lên còn tôi bắt đầu đứng dậy như để lùi chúng nó lại. Nhưng thằng Vũ làm gì có chịu vì nó biết chuyện gì xảy ra. Nó nhảy vào ôm chặt lấy tôi. Tôi gào lên như bộ con thú. Sau đó vào người đi để nó thả tôi ra. Thả tao ra nhanh lên. Nhưng Vũ nó khỏe như vậy làm sao mà chịu bỏ ra được. Quần áo của nó cứ như vậy dính đất bẩn chả còn gì. Thằng Trung cũng bị đó quát. Mày còn đứng đó làm gì vậy Trung giúp tao một tay hai thằng lao vào giữ thì mới có thể cũng coi là tạm ổn nhưng hôm nay hai thằng cũng thoát cả mồ hôi mới ghì tôi xuống được cái hà lúc này đứng một bên đang khóc vì sợ đi tới sau khi mà thằng vũ tôi tát cho nó một trận thằng trung liền gào lên không ổn rồi vũ cái hà chưa kịp nói cái hà đã cười át luôn cả tiếng của thằng trung vũ còn đang đỏ rắt hết cả mặt sau cú tát quay lại gào lên với lại thằng trung để cho nó chú ý chúng may cẩn thận chúng nó nghe xong chưa kịp chuẩn bị thì đã bị cái hà lao tới bóp cổ nhưng cũng chỉ được thêm một lúc là cái hà cũng ngất nhìn cái hà nằm đó chúng cũng chỉ biết lắc đầu như vậy thì việc minh chứng cho việc bị ma nhập lại càng rõ ràng hơn phải nói mãi thì nó mới chịu khiêng cái hà về đi về nhà của tôi thì cũng là lúc ông tư và ông thầy đang nói chuyện với bố mẹ tôi nhìn quần áo của chúng nó bẩn mẹ tôi cũng lấy làm lạ rồi lấy đồ thay cho thằng vũ với trung sau đó thì tập trung ra bên ngoài nhà ngồi uống nước ông thầy thì nghe xong chuyện cũng không có ngồi in được rồi sau đó đứng bật dậy quay ra bên ngoài nhìn rồi nói giúp người rồi mà còn được trả ơn như vậy hơi quá đáng rồi đấy nói xong ông ta lấy một cây gậy chôn ngay trước cửa nhà tôi nhìn thấy đã ổn ông ta đi vào nhìn tôi với cái hà được nằm gọn trên giường Ông thầy lúc này liền nói Thằng bé thì phải làm lễ Còn pha trả gừng cho con bé kỳ uống chắc chắn là tỉnh lại Khi Hà tỉnh lại đầu óc của nó có chút chóng váng Nhưng nỗi sợ kia vẫn còn bảo bọc lấy nó May sao là ông thầy cũng đã nói chuyện để tâm trí của nó ổn lại Nhưng sau khi nhìn thằng Vũ thì mặt của nó cũng chẳng thể vui được Vì tôi còn chưa biết ra sao nữa đây nó liền hỏi Thế còn thằng Kiên thế nào vậy ông bao giờ nó tỉnh Đúng là bạn tốt có khác Mai tôi sẽ làm lễ để Nguyên xem đêm nay nó có vấn đề gì nữa không rồi tính. Mọi người yên tâm là tôi sẽ không lấy tiền vì mọi người ở đây đã làm phúc cho những vong hồn trên dưới sông. Tôi cũng còn cảm ơn mọi người mới đúng chứ. Yên tâm tôi sẽ giúp cậu bé này không phải lo lắng. Sáng hôm sau mấy đứa tranh thủ đi hầm cho tới tối thì lại có mặt ở ngoài bãi tre. Trong không khí cũng khá là ngột ngạt. Tôi ngồi trước mộ của chị Thủy sau đó thì rung lắc dữ rồi đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu rồi nhìn về bên phía của mọi người sau đó xít lên ông thầy cũng hỏi cặn kẽ tường tận nhưng có vẻ chị ta không có muốn trả lời cứ kéo người tôi đi như là muốn đập đầu vào thứ gì đó để tự tử mẹ tôi thì gào ẩm lên tính lao tới nhưng mẹ của thằng vũ đã giữ lại ông thầy lúc này lấy cành dâu sau đó quất tới thấp vào người của tôi làm cho chị thủy bên trong đau đớn Thì khóc vang lên mỗi lúc một lớn Ông thầy cũng hỏi chuyện vấn đề tại sao lại ám vào tôi. Cô gái lúc này khóc lóc kể để cho số phận của mình. Một cô gái trẻ nhưng bị đám bạn hại chết ở dòng sông. Chúng nó quá vô tâm. Sẽ định có đi tìm nhưng không tìm được. Sắc trôi tới đây. Cô cũng thấy tội hợp cho nên là muốn nhờ vào đó để đi tìm bố mẹ của mình. Thì khóc nước nở của vong hồn tội nghiệp làm cho ai nấy chỉ biết lắc đầu. Nếu như vậy thì chả khác gì là cô đang hại thằng bé có biết điều đó hay không. Phong hồn của chị Thủy nghe xong thì cũng chỉ biết cúi đầu không nói gì. Nếu như cô ích kỷ như vậy, chắc chắn là tôi không còn sống được nữa. Chị ta nghe xong thì cũng nói ra rõ ràng tâm nguyện của mình. Ai nấy cũng khóc lóc thảm thiết rồi cảm ơn. Và tôi cũng đừng thoát ra khỏi sự đeo bám của chị. Phải nghỉ ngơi mất vài ngày thì ổn thỏa được. Gia đình của nhà chị ta cũng khá là ổn cho nên cũng nhanh chóng cảm ơn gia đình tôi. Cần hỗ trợ thương học hành và thêm cả vào đó là tặng thêm cho gia đình tôi vài thứ đồ dùng cần thiết. Tuy cho là bố mẹ tôi nói không có nhận, nhưng gia đình của chị Thùy ái náy vì suýt nước ảnh hưởng tới tính mạng của tôi. Mà chuyện cứ như vậy diễn ra tôi cũng lại được cấp sách vở đi học như bình thường. Trên chiếc xuồng mà bố mẹ đứa nào cũng thay phiên nhau trở đi, Cuộc sống quay trở lại như này thì tôi cũng cảm thấy khá hạnh phúc. Và đây cũng là chuyện về cái xác bị mắc kẹt lại ở bên trong rạch nhà tôi. Kết thúc đi một kỷ niệm cũng phải nói là đầy thương tâm. Có một chút đáng sợ và lẫn với đó là chút chuyện giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng vì thế mà tình bạn của bốn đứa chúng tôi trở nên khăng khít hơn. Trời với nhau như vậy cũng là cây duyên khi cùng nhau lớn lên trong ngôi làng này. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo